Xin kính chào quý anh chị. Video hôm trước Điện Máy Hà đã giới thiệu tổng quan đến quý anh chị về chiếc tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay. Chiếc tủ này thì ngoài nấu cơm nó còn dùng để hấp, hấp đa năng, hấp giò, hấp chả, hấp bánh, nói chung là hấp các loại thực phẩm. Đấy, tủ được thiết kế thân vỏ inox cao cấp, được sản xuất và tại Việt Nam anh chị nhá. Chị nhìn này, made in Việt Nam nhá. Em rất khẳng định rằng đây là một trong những sản phẩm được thiết kế có thể nói là gần như là hoàn hảo nhất tại thị trường Việt Nam bây giờ nhé. Được quá nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng rồi vì thiết kế rất là chắc chắn, dày dặn chắc chắn. Đấy, từ trong ra ngoài nhé, từ những cái cánh nhé, từ những chi tiết này, con tủ rất là đa năng. Đấy. Thì ngay sau đây em hướng dẫn nhanh quý anh chị 4 bước để vận hành sử dụng cho một chiếc nồi, một chiếc tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay. Sử dụng điện. Bước đầu tiên là sau khi nhận tủ hấp cơm về, các chị lưu ý em là chúng ta sẽ tiến hành là thau rửa vệ sinh trong và ngoài của nồi, của tủ. Sau đó các chị kết nối điện nguồn nhé. Điện nguồn thì tùy theo nhu cầu điện nhà các anh chị, thì các anh chị có thể sử dụng điện 1 pha hoặc 3 pha. Thì ta kết nối điện nguồn như này. Anh chị nên kết nối với lại một cái dây, một cái atomat hoặc là một cái cầu giao điện công suất lớn. Thì tủ này công suất lên tới 10 đến 12 kW cơ. Đấy. Sau khi kết nối được cái phần điện thì các chị lưu ý chúng ta sẽ kết nối phần nước nhé. Phần nước đây, bên em có dán tem sẵn rồi này. Dán tem này, đây này. Đây là cái đầu ren để chúng ta kết nối với ống cấp nước ở gia đình ta. Để làm sao mà cái phao trong tủ nó sẽ cấp nước tự động cho các anh chị. Các chị không phải lo cạn nước. Nước nó sẽ tự động cấp vào khi tủ nước trong tủ nó cạn đi. Đây, nhìn này, trong này này. Đấy, trong này nó có cái phao này. Đấy, phao cấp nước inox nhé, tự động. Đấy, bước thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành vo gạo. Khi vo gạo thì hoặc là cái hấp thực phẩm khác thì cho vào những khay này. Đối với hấp nấu cơm thì các chị cho gạo vào đây. Sau đó là mỗi khay thì được khoảng, nếu khay thông thường sẽ được khoảng 2,5 kg. Thì khi các chị cho gạo vào, các chị nhớ cho cả nước nhá. Gạo khô thì cho nhiều nước, mà gạo mềm cho ít nước, tùy vào từng loại gạo. Đấy. Sang bước thứ ba là ta bắt đầu tiến hành vận hành nồi, vận hành cài đặt thời gian. Thì khi cài đặt thời gian thì các anh chị lưu ý này. Sau khi các anh chị cấp điện nguồn thì đèn báo đỏ này sẽ sáng. Đèn báo đỏ này sáng này. Còn sau đó chúng ta sẽ vặn cái nút hẹn giờ này lên, vặn này từ mức 0 này. Từ mức này lên mức khoảng 60 phút này, như em đang để 60 phút đây. Đấy, còn đối với những cái đồng hồ cót và đặt nhiệt độ thì chúng ta để không hết nhá. Đồng hồ cót thì khi nào mà đồng hồ điện tử này nó bị lỗi hư thì chúng ta sẽ dùng cái đồng hồ cót, còn không cứ để không. Đây là thiết bị dự phòng. Đấy, còn ngoài ra thì cái đặt nhiệt độ này thì chúng ta sẽ dành cho các anh chị nào để hấp bánh, hấp xúc xích hay là hấp một số loại thực phẩm là người ta cần cái đặt nhiệt độ, không để nhiệt độ quá cao. Đó. Đấy, sau khi các chị cài đặt nhiệt độ thì chúng ta sẽ tiến hành bật automat lên. Bật automat lên thì là khi bật automat lên thì đèn báo đỏ này tắt và đèn báo xanh này sẽ sáng. Và tủ bắt đầu ra nhiệt, khi ra nhiệt thì bắt đầu là cái đồng hồ nhiệt độ này nó sẽ tăng này. Tăng từ khoảng nhiệt độ thông thường cho lên mức nhiệt độ 100 mấy độ tùy vào cái công suất của tủ. Đấy. Sau khoảng một thời gian đun khoảng 50 đến 60 phút thì 60 phút thì là cái đồng hồ này nó sẽ hết thời gian và nó tự động nó sẽ tắt át đi. Mà các chị không cần tác động tay chân vào nhá. Tự nó sẽ tắt automat đi. Đấy là cái lợi thế của cái chiếc tủ này. Thì sau khi sử dụng xong thì các chị nhớ cắt tắt automat ngoài hoặc là cầu giao ngoài để đảm bảo an toàn. Và khi mở tủ cơm chúng ta lưu ý tâm đứng bên cái phải của tủ. Và đừng chếch ra, đừng đứng sát mép cửa này, nó nguy hiểm. Đấy. Còn cái tủ bước thứ tư là bước thau rửa vệ sinh của chiếc nồi. Thì sau khi sử dụng chúng ta nên thau rửa vệ sinh trong và ngoài. Ngoài ra phía dưới đáy nồi. Đáy nồi này, trong đây này, nó có một cái van xả đáy. Anh chị nhìn sẽ thấy. Đấy, van xả đây. Thì khi sử dụng xong thì chúng ta sẽ mở van xả đó đi để chúng ta xả hết nước trong. Và để buổi hôm sau chúng ta sẽ nấu được những mẻ cơm nó ngon, nó sạch sẽ hơn. Đấy. Ở trên đây thì Điện Máy Hà đã hướng dẫn nhanh quý chị 4 bước để vận hành sử dụng một chiếc tủ nấu cơm công nghiệp 12 khay. Quý chị nào quan tâm thì liên hệ số hotline trên màn hình để được tư vấn. Cảm ơn các anh chị.